Nam Tép và kính chào tất cả các bác nhé. Hôm nay bên em về được một lô vang cơ BDL Cotic, vang cơ cộng quang. Thì cái vang này thì đã cháy hàng cùng từ trước Tết đến nay, mấy đợt này mới có hàng trở lại. Vừa rồi thì rất nhiều các bác là hỏi cái vang này, thì tuy nhiên là bên em không có hàng, thì bảo một số bác chuyển sang các cái loại vang khác thì các bác không đồng ý, cứ đòi chờ cái vang này. Thì hôm nay chính thức là về được mấy chục con, thì lên sóng để giới thiệu cho tất cả các bác biết. Thì cái con vang cơ này nó là một trong những cái dòng vang mà thương hiệu hàng xịn, thương hiệu của BD, hãng BD. Thì hãng BD này thì có công ty, có hãng phân phối chính thức tại Việt Nam. Nó không giống như những cái hãng vang cơ khác là hàng Trung Quốc nhập về, hàng đặt. Tức là các bác ở Việt Nam mình sang bên Trung Quốc đặt hàng và in tên theo sở thích của bác đó. Thì cái vàng đó là vàng hàng nhái, hàng không phải là hàng chính thống và cũng không phải là hàng chính ngạch. Thì cái vàng này là vàng hàng chính thống chính ngạch của hãng BD. Và vàng này có nhà phân phối độc quyền tại Việt Nam chính thức, bảo hành 1 năm. Đấy các bác nhá. Thì con vàng này thì là một trong những cái dòng vàng cơ mà gọi là hàng chính thống mà có cộng quang. Là một, nói chung là hàng vang cơ mà có cụm vang quang thì cũng có, trên chợ cũng có. Tuy nhiên đa số đó là những cái hàng mà hàng đặt, nó không phải là hàng chính ngạch. Cho nên mà đây là một trong những cái vàng, hỏi nó là vàng hàng chính ngạch mà hàng tên tuổi hiện nay trên thị trường. Thì cái con vang này thì được là bảo hành 1 năm các bác nhá. Vang này thì bảo hành 1 năm. Cái mà để làm lên một cái sự sốt của con vang này, thứ nhất là nó có mấy cái đặc điểm như sau. Thứ nhất đây là một cái hàng hàng chính hãng, hàng chính ngạch nhập khẩu chính thức từ Việt Nam. Thứ hai là một cái thương hiệu lớn. Thứ ba đó là nó là một cái dòng vàng mà được thiết kế khá là đẹp, nên cái bảo hành gọi là chính hãng là 1 năm. Đấy, cái thứ tư nữa là đây là một trong những cái dòng vàng mà có cái bò trung hú của nó là rất chi là hàng cao cấp, khả năng trung hú của nó khá là tốt. Đấy, cái thứ năm là một cái thứ mà gọi là không thể bỏ qua được, mà phải nói là quan trọng số 1 của con vang này, đó là nó có cổ quang. Vì là hiện nay là vang cơ mà có cổ quang là một trong những cái điều mà rất là hiếm, mà những cái dòng vang đời cao đời mới mới có, chứ còn nếu như vang bãi hàng đời cũ là vẫn chưa có cái cổ quang. Thì các bác hiện nay biết rằng tivi hiện nay đến 99,99% là những cái dòng tivi thông minh hiện nay là nó có tín hiệu cổ quang, là một trong những cái tín hiệu optical ấy, tín hiệu mà có cái độ nhiễu thấp, đấy, cái độ chi tiết cao và là chất lượng âm thanh khá là cao. Chúng ta cắm trực tiếp cộng quang từ tivi để xuất vào đây thì chất lượng âm thanh nó sẽ tốt hơn. Nếu như các bác nào mà không có những con vang có cộng quang thì chúng ta phải dùng qua một cục chuyển đổi. Khi qua cái cục chuyển đổi đó, nó có một số cái hạn chế, nhưng chúng ta là biết rồi. Thứ nhất là mất thêm một chi phí, tức là chúng ta mua cục chuyển đổi nó rơi vào tầm 400 ngàn. Đấy, 400 ngàn một cái, thì chúng thay vì 400 ngàn thì chúng ta có thể là thêm vào để chúng ta mua được con vàng chất lượng hơn. Cái vấn đề thứ hai là mặc dù mất tiền nhưng chất lượng âm thanh lại cực kỳ kém, kém cả về cường độ cả về chất lượng luôn. Tức là khi mà chúng ta bình thường là xuất qua cái cổng chuyển đổi đó, tín hiệu âm thanh nó rất chỉ là bé. Đấy, nó rất bé, nó bé hơn là chúng ta đi thẳng. Thứ hai nữa là cái chất lượng âm thanh nó rất chỉ là chán, nghe nói chung là rất chỉ là chán, phải nói là chán cực kém. Trừ trường hợp là chúng ta mua những cái cổng optical, cổng giải mã hàng xịn. Tuy nhiên là cái hàng xịn của nó thì nó không hề rẻ các bạn. Cái hàng bãi mà hàng xịn của Nhật hiện nay mà cộng chuyển đổi nó rơi vào tầm 2 triệu, lại còn đắt hơn con vàng này cơ. Đấy, cho nên chúng ta cái giải pháp mà kinh tế hiệu quả mà được rất nhiều các bác mong đợi, nữa là chúng ta mua con vàng có cộng quang. Thì cái vang cơ hiện nay ở trên thị trường thì nó, em khẳng định em nói rằng là vang cơ thì nó không thể so sánh được với vang số về độ hay. Tuy nhiên nó vẫn có một cái sức sống rất chi là mãnh liệt ở trong cái thị trường audio. Nó là do là chúng ta dễ chỉnh. Đấy, cho dễ chỉnh, chúng ta có thể tự chỉnh được, muốn chỉnh thế nào, chọc ngoái thế nào nó cũng được. Nên chúng ta có thể chỉnh lại được, nó không như vang số. Và một cái đặc điểm là vang cơ hiện nay nó dần dần nó thay thế những cái amply truyền thống của chúng ta, nó là nó có cái khả năng là chống hú. Nên nó mà amply hiện nay là không có, hát mà cảm thấy cảm giác của nó hú nó rất chi là khó chịu. Đấy, các bác nhé. Thì đó là những cái đôi điều em chia sẻ với cái dòng vang cơ này để cho các bác chúng ta nắm được. Thì cái vang này thì đây chúng ta là sẽ thấy là của hãng BDL Cotic. Vang này thì không có hàng nhái các bác nhá, cho nên mà yên tâm.
100% hàng chính ngạch. Ở trên đây là có tem bảo hành điện tử này, đấy, tem trích thông tin hàng chính hãng này. Chúng ta có thể là cạo cái bạc này ra để chúng ta nhắn tin kiểm tra hàng chính hãng hay không. Đấy. Còn chính con Vang Cơ này thì nó khá đơn giản, nói chung là các bác đây, delay repeat này, bass chest min chest này. Đấy, chúng ta chỉ đổi cổng quang này. Đấy. Bên là chỉnh nhạc thế thôi. Còn về phía sau của đó thì đây nó có cái cổng cắt súp này, đấy, cổng cắt súp phía sau đây, volume của súp này và cắt súp này, đấy, cổng này là cổng center, điều chỉnh center ra độ lớn của center vặn đây, đấy, nó khá là dễ. Đây cái cổng quang này, đấy. Con vang này thì có cả cái lỗ cắm mic ở phía trước và phía sau, có như đây lỗ cắm mic chúng ta có thể cắm phía sau cũng được. Hai cổng tín hiệu vào đây, đấy. À đây là không phải cổng ra, hai cổng tín hiệu vào đây. Con vang này thì nó có một cái chúng ta rất chi là hay nữa là nó có vừa có cổng ra bằng cả hoa sen, chúng ta không cần cắm một cái lỗ cái này ạ, chúng ta cắm đây cũng được. Đây đây là cổng ra vào ly này, cổng vào center này, cổng ra center này, cổng ra súp này, chúng ta cắm toàn bộ ở đây được, không cần dùng cái này, không cần phải mua jack chuyển đổi. Cổng này thì có lẽ là chúng ta mua đâu cũng có, dây cắm ở đây thì rất đơn giản. Led rai đây là led này, rai này đây cũng là led rai này, center này đây center này, súp này thì đây cũng súp này, đấy nó như nhau cả thôi. Đây là đôi điều em chia sẻ về con vang này, bác nào có nhu cầu thì liên hệ với cửa hàng Nam Tép nhé, số điện thoại ngay màn hình nhé. Và trước khi kết thúc thì nhắc lại cái giá bán của nó, giá bán của năm nay thì nó khá là tốt so với năm trước, giá là 2.200.000 đồng một con các nhá. Đây là giá này là giá niêm yết, giá chính thức, không có chỗ nào bán rẻ hơn đâu ạ. Tùy theo các bác cứ tìm hiểu ạ. Giá 2.200.000 đồng một con vang nhé, hàng xịn chính hãng các bác nhá. Vâng, em xin kết thúc video tại đây ạ. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bác nhá.